Xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm qua em có về được mấy con âm đi dòng nghe nhạc các bạn. Đây. Ở đây thì có 3 con, giá cũng rất là rẻ các bạn. Con này còn rất là đẹp nhá. Để mấy con này còn rất đẹp. Đây, con này thì đẹp như mới luôn này. Đó. Tất cả hoạt động bình thường các bạn nhé. Máy móc nguyên zin, chưa sửa chữa. Đấy, con này rất là đẹp các bạn. À. Em thì chỉ chuyên về những cái đồ karaoke, những đồ nghe nhạc thì ít nào lắm. Thấy mấy con này nó rẻ rẻ thì nhặt về đây. Ở đây nó có nút chỉnh bát tép này, rất là hay đây. Ba lăng loa trái phải này. Còn mấy cái chế độ này là cái chế độ phone tap aux chuyển chế độ đầu vào. Cái này là cái gì đây? Thunder control này, cái này cũng chỉnh cái gì không biết. Có cả mic echo này, low hi này, volume này. Đó. Máy rất là đẹp các bạn. Dòng này nó chạy điện 100V. Cái vỏ bên dưới này nó bằng gỗ thôi. Cái vỏ con này thì vỏ này nó sơn kiểu sơn giả gỗ rất đẹp. Sơn nhá giả gỗ rất là đẹp luôn. Đây, mặt đằng sau thì ở đây nó có ghi là 200W max này. Đấy. 200W max. Max của nó là 200W đây. Đây là điện. Còn đây con này công suất của nó là 45W. Điện 100V. Thương hiệu Autonica. Model SM1010. Con này các bác dùng cho nghe nhạc những cái dòng loa toàn giải nhá. Dòng loa toàn giải thì tuyệt vời luôn. Hoặc là những cái dòng loa cổ ấy, loa công suất nhỏ. Dòng loa cổ thì công suất nó cứ loanh quanh tầm mười mấy đến hai mấy watt, 30W. Nghe rất là hay nhá. Con này nghe nhạc hay lắm, bass jack chỉnh bên ngoài. Con này có giá là 1.600.000 các bác nhá, 1.600.000. Đó, giá rất rẻ. Vừa chơi vừa sưu tầm. Đây. Còn cái con này là cái con OTTO, model là DCA A50. Con này thì khi mà có nhạc lên ở đây nó nháy đèn rất đẹp. Ở đây cũng có chỉnh bát tép rất là hay luôn, chỉnh luôn ở đây này, bát tép ở đây. Rồi ở đây thấy nó có ghi cả gì vợt này, không biết là con âm đi nó có cả gì vợt luôn. Mic có cả low note nha. Con này nó có cả low note này. Con này hay này, chỉnh chế độ đằng sau. Con này thì còn rất là đẹp nhưng mà em lười vệ sinh. Con này về các bác nâu đi một tí nữa thì nó trắng đẹp như mới luôn. Đó. Con này cũng là chạy điện 100 các bác nhé. Con này thì rất là nặng. Ôi trời ơi. Con này còn bê cả hai tay. Đây mặt đằng sau của nó đây. Mặt đằng sau của nó cái phần này là phần tản nhiệt. Nó làm như kiểu có con âm ly 203 ấy. Điện 100V. Điện 100V. Xem là công suất nào. Con này công suất của nó là 73W. Sanyo. Đây là của hãng Sanyo. Con này thì cũng phù hợp cho các bác
sử dụng loa loa tần giải, loa cổ các bác nhé, nghe nhạc thì tuyệt vời. Giá 1.950.000. Con này thị trường người ta bán loanh quanh nó tầm 3 triệu, em bán các bác 1.950.000 nhá. Rất đẹp, con này khi mở nhạc lên đèn đóm đẹp lắm. Đây còn con này, con cuối cùng con này là con Yamaha, rất là đẹp nhá. Ở đây nó dính cái kiểu dính cái sơn vào ấy, sơn vào ra màu xanh xanh này, còn chẳng thèm nâu nữa. Con này thì cũng có chỉnh bát check và ba lăng loa trái phải và cả low lớt nữa nhỉ. Đó, rất hay nhá, volume điều chỉnh. Đây những cái chế độ cắm đằng sau, aux phone tuner tab 1 tab 2. Cái chế độ nghe loa trái phải. Con này hàng cũng của Nhật. Đây con này hàng của Malaysia. Yamaha. Con này nó xuất sang thị trường Nhật các bạn. Nên nó chạy điện 100 đến 120V. Xuất sang Nhật mới xuất sang Mỹ. Model con này là AX390. Em xin lỗi nhé, vừa nãy nhìn nhầm. Ở đây 120W chứ không phải là 120V. Điện 100V và công suất của nó là 120W. Con này công suất lớn nhất này. Con này giá 2.200.000 các bác nhé, 2.200.000. Quá rẻ luôn. Tất cả hoạt động bình thường các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho Minh Vũ. Rồi, xin chào tất cả các bác.